Việc gọi tiến lên Lại nữa Hết nhóm cài thê này tới nhóm cải thuê khác Chết đi Khi sự trên là sức mạnh quá lớn Thì cài thuê cũng là điều vô nghĩa Mấy con Titan nó vòng vòng mình Nó chết đâu mất tiêu hết rồi có một người mà ngài cần phải chú ý đó là Levi hắn là đội trưởng đội cài thuê của shop cài game giá rẻ com chúng ta sẽ hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá hoàn thành đơn hàng bằng mọi giá đơn hàng hoàn tất Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trả lời với Quý Trần Gamer, Youtuber bữa gạch số 1 Việt Nam Nhưng mà dạo này lâu quá cũng chưa có bữa gạch nữa Hôm nay chúng ta sẽ kiếm một cái chuyện gì đó Đại loại là một cái chuyện gì đó, kiếm chuyện thôi nè hôm nay tôi sẽ kiếm chuyện là sự kiện là sắp được 24.000 sub rồi à, Hy vọng là tới cuối tuần sẽ được 24.000 sub Nếu không được 24.000 sub thì cũng không sao đâu à, Đại loại là mình sẽ kiếm một lý do như là Ờ, à, sắp được 24.000 sub rồi Thì sẽ làm sự kiện là BBB Best World à B, 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 nha bởi vì bây giờ sao đâu mất tiêu rồi đây anh em là tôi có đăng một bài gì đăng tên tắp cộng đồng á là dự kiến cuối tuần này hoặc tuần sau sẽ có event nhưng mà chưa biết làm cái nào cho nên là mới hỏi ý kiến các chị em và là tất cả các bạn đều chọn là 73 phần trăm đều chọn là bảo lóc trái cây do đó thì chúng ta sẽ chơi bit nha rồi à, vô <laughs> chọn bảo lóc trái cây nhưng mà chúng ta sẽ đánh bit vậy bởi vì nhìn tới trình lui tôi thấy chơi bit nó vẫn còn bằng hơn rồi chơi bà lóc trái, cây thì cũng công bằng Mình phải farm cực khổ mình mới lên level cao Nhưng mà những người không có thời gian farm thì cũng không được à, Tại vì cái giải nó chơi chủ yếu là vui vẻ không quạo wow với lại Bà lóc trái cây hai ông ổn đánh nhây tôi ngồi tôi ngáp chảy nước mắt luôn anh em Đánh lâu lắm Nên tôi hãy nghiên cứu xong cái vụ bà lóc trái cây sẽ có Nhưng mà tôi sẽ nghiên cứu làm sao và nó rút ngắn thời gian hoặc nó sau đó nó hợp lý hơn anh em tạm thời chúng ta sẽ chơi bet world vậy bet thì amin đã fix lắc rồi lúc trước thì nó còn lắc cho nên là tôi hơi bị lo rồi thể loại thể loại thì nó phức tạp lắm anh em phải nghe kỹ nha nghe không kỹ đang không đúng là tôi không chịu không chịu đó không chấp nhận bài chỉnh sửa à, nếu mà không được thì các bạn có thể đăng bài mới à, đăng ký lại từ đầu à, đăng quá ba lần thì à, thì được tính là xà ba xóa hết nha rồi còn lại thì có đăng lộn thì đăng lại À, đăng lại cái lần đăng lộn à, đó, rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ thể lệ Thể lệ đó là chúng ta sẽ đấu theo cái kiểu như thế này uhm. Tôi sẽ tạo phòng à, 30 với 30 Máp thì để ngẫu nhiên đi ha Nhưng Nhưng mà tôi không à, Tôi tạo phòng 30 với 30 Nhưng mà chúng ta sẽ đấu theo đội Tức là bạn không đăng ký một mình Mà sẽ đăng ký theo đội Một đội là từ 4 tới 5 người Tùy bạn thôi bạn thích bốn người hay năm người là tùy bạn <laughs> nhưng mà dưới bốn người loại à, từ độ một đội từ bốn người tới năm người nha à, dưới bốn người là loại thì sau khi các đội đăng ký xong á, thì tôi sẽ gửi cái mã này cho một bạn nhóm trưởng đây và trên màn hình các bạn thấy đó là thủ tục nó gồm có thứ nhất là tên tên đội các bạn đặt gì cũng được á d quy năm chẳng hạn hoặc là À, đường tới quần huynh Vang chẳng hạn hoặc là gì ta sống vì quần chết cũng vì quần chẳng hạn <laughs> thì anh em thôi đó đặt tên đội chơi thôi cho dễ kêu đội trưởng một bạn đội trưởng tôi sẽ gửi link cho bạn đội trưởng và bạn đội trưởng nó sẽ gửi link cho bốn bạn còn lại nếu trường hợp là đánh năm nhớ nha tên là từ 4 tới 5 Đây không ai gửi link mà tôi, tôi sẽ gửi cái code này và cái code này bạn đội trưởng sẽ gửi cho bốn bạn còn lại lưu ý là chỉ gửi đúng những người đó thôi nha nếu mà cái có người không đăng ký lưu ý có người không đăng ký mà đi vào vào được tại vì tôi che lại rồi tôi ra chim tôi che lại ô này rồi nhưng mà nếu có người đăng ký vào được lý do là một trong hai bạn đội trưởng đó đã gửi cho người khác thì hai đội đó loại nha tức là không gửi lên cho những người khác chỉ gửi đúng thành viên thôi còn những người khác mà đi vào á là, là hai đội đó loại <laughs> luật nó, nó nhanh gọn lắm không giải thích gì hết nha không giải thích không lý do nha à, chỉ cần gửi gửi link tôi gửi bốn cái số mã này nè nhưng mà hai đội đó vô 10 người mà tôi thấy 12 người là tại tôi nó là 11 rồi 12 người là hai đội lội <laughs> không giải thích nha à, không chấp nhận giải thích giải thích nó nói não tôi không phải thám tử được danh cô cái đó là thuộc dạng như là thám tử được danh cô hồn cũng không giải quyết nổi nữa làm sao biết được ai rồi đó là cái cách đăng ký còn nếu mà các bạn sẽ thắc mắc là em chơi có một mình thì làm sao mà em có đội thì dễ lắm anh em Đây anh em cứ vô trong cái Discord của Tron Gamer nè anh em kiếm Không thì có thể vô những Discord nó to hơn kiểu như là Tấn Tài Gamin <laughs> Hoặc là TJ Gamin hoặc là Gà Công Nghiệp Gamin Không thì qua Onstar Gamin luôn cũng được đó. Anh em thích qua cái nào đó thì qua Vậy cơ bản là anh em đi uh, tìm tên Discord là được uh, lên Discord của Gamer tôi để ở dưới đây uh, Kênh, uh, kênh Discord của tôi cũng không có không có tiện nhiều đâu uh, Hồi xưa 6.000 nhưng mà bây giờ lọc còn 1.700 à, Nói chung là quan trọng chất lượng hơn số lượng à, Các bạn có thể tìm đồng đội ở trong đây à, Từ 4 đến 5 người à, Tìm đồng đội thì các bạn có thể vô trách chung và tìm thôi Đơn giản, không sao hết Đừng có trách lung tung rồi bậy Giớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều Rồi, bây giờ cách đánh như thế này Đấu loại trực tiếp Tôi sẽ chọn 8 đội 1, 2, 3, 4, 5, 8 8 đội đánh có 4 trận à, 16 đội, 16 đội mỗi đội là 5 người là tới 90 người. Thì tôi sẽ căn cứ theo cái tình hình đăng ký của các bạn, không không chấp nhận đánh tự do nha. Phải từ 4 đến 5 người. À, tôi sẽ căn căn cứ theo tình hình là có bao nhiêu đội để đăng ký thì hồi đó tôi sẽ sắp xếp sao bởi vì bây giờ tôi không biết là bao nhiêu người đăng ký nữa uhm, rồi nên là cái đó để sau ha tới khi livestream thì tôi sẽ nói về cơ bản là các bạn sẽ đấu loại trực tiếp solo hai với hai hai đội solo với nhau, đội xanh với đội đỏ. Tôi là anh cameraman đi theo là không có làm gì hết. tới đó thì tôi sẽ quyết định là đội nào đội xanh, đội nào đội đỏ thì tôi sẽ đăng lên các cộng đồng vậy. Rồi, đó là xong về cái cách đăng ký, rồi cách tìm đồng đội quần ế đồng đội, rồi thời gian. Thời gian thì um, bây giờ tôi quay là buổi tối, tôi đăng là buổi sáng à, chủ nhật tuần này. Chủ nhật sáng đơ sáng D đúng không? Chủ nhật tuần này 26 26 tháng 10. Ô lộn, <laughs> 26 tháng 9. <laughs> lộn tướng tháng rồi. À 26 tháng 10 nha, 3 giờ um, 3 giờ chiều chủ nhật 26 tháng 10. Giờ giờ live stream bình thường thôi chứ không gì. Bạn nào học online bữa đó thì tôi cũng bó tay luôn, tại vì chủ nhật rồi mà học online thì không biết ngày nào để né được hết á. Cho nên chị có thể chọn ngày chủ nhật thôi. Chủ nhật là cố gắng hết sức rồi, tại vì tối thứ năm hay gì đó thì có thể có một bạn sẽ, một số bạn sẽ đi học online hoặc đi chơi online chẳng hạn là chơi game á, cho nên là chủ nhật vậy ha. coi phần thưởng, à, phần thưởng thưởng theo đội nha, à, đội 5 người do à, do là số lượng nó quá nhiều cho nên là phần thưởng à, tôi sẽ công bố sau vậy, <laughs> để coi là bao nhiêu đội như thế nào cái hả, à, rồi sẽ sẽ phân đội nhưng mà phần thưởng là tính à, cho mỗi người uhm, phần thưởng là các bạn đầu tiên các bạn bắt buộc phải có tài khoản cài game giá rẻ, à, đã không có quảng cáo trá hình rồi nhưng mà thôi quảng cáo luôn nhưng mà mấy ông không biết nữa các bạn mới tạo tài khoản tên cây em giá rẻ com và các bạn sẽ có cái uid này nè và thư ký của tôi sẽ chuyển tiền cho người thắng cuộc kênh tôi nó bé chứ thư ký có thư ký rồi phó thư ký rồi trợ lý của phó thư ký nữa cho nên là các bạn bắt buộc phải tạo tài khoản nha sau khi tạo tài khoản các bạn chọn chuyển tiền nè đó thì các bạn sẽ thấy cái số này ghi là uid của bạn bạn copy cái này nè À, sẽ có nhân viên uh, Discord. Thư ký trong Discord sẽ nhắn tin cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm đi. <laughs> à, cái vấn đề uh, lãnh tiền thì các bạn không lo đâu. Nếu mà không có lãnh tiền được bằng uh, phương pháp Discord, một số bạn không có tài khoản Discord thì các bạn tạo cũng được mà, tạo nhanh. Còn nếu không có thì cứ uh, sử dụng cái mạng xã hội nào mà các bạn có cũng được. Liên hệ với thư ký của tôi. À, có thư ký luôn nha. Đó rồi phần thưởng thì uh, giá trị phần thưởng thì tôi nghiên cứu sao hen nhưng mà nếu tên shop đó thì tôi tính cái tiền mặt luôn rồi cái bạn tự do đó mà mua robot hoặc là mua cái gì đó hoặc là cài thuê gì đó tại vì uh, chuyển robot nó khó khăn phức tạp và rất giả quá cho nên là tôi chuyển tiền mặt tên shop luôn à, rồi thì video hôm nay đã nói xong uh, hết rồi chắc hết rồi ha các bạn đăng ký bằng cách ừ, ừ, nãy giờ chưa nói nói chọn đội mà không quên chưa nói đăng ký ở đâu à, bình luận ở dưới video này luôn cho nó gọn nha tôi tính tạo cái tập cộng đồng riêng nữa nhưng mà như vậy thì nó rối não quá tại vì nó không không có chính xác thời gian cho nên các bạn đăng ký bằng cách uh, ghi tên um, đội như hồi nãy tôi tôi nói đó là um, tên đội à, đội trưởng rồi còn lại là bốn thành viên còn lại hoặc là ba thành viên còn lại không được vắng nhiều nha à, nếu mà lúc lúc mà vắng thì các bạn có thể thằng ăn đ... mấy thằng nào. cái bạn đội trưởng có thể um, chọn thêm người dự bị khác cũng được cũng không sao rồi cho luôn nhưng mà um, đảm bảo sĩ số là từ 4 đến 5 người ít hơn là loại nha Chứ một người mà đánh năm người thì cũng thua đánh làm gì Rồi sau đó tôi sẽ gửi code cho đội trưởng Đội trưởng yêu cầu có Discord nha Đội trưởng bắt buộc phải có Discord Sau đó đội trưởng đem cái mã này để chia sẻ cho bốn bạn còn lại Bắt buộc đội trưởng phải có Discord để tôi gửi nha rồi thì video hôm nay nói chung cũng hơi bị dài dòng tại vì tôi diễn đạt nó hơi bị yếu do là hồi nhỏ học văn nó hơi kém anh em. Tính tôi thì cũng không thích nói dài dòng lắm tại vì nói dài dòng nó tốn thời gian người ta coi. Cho nên thường hay đi vô cái vấn đề chính hơn Mà nhiều khi tôi đi hơi vòng vòng một hồi Mà nói chung là tôi nãy giờ tôi nói Nó cũng không có dài vòng lắm Cảm giác như mình nói cũng ngắn ngọn rồi Chứ đâu có dài vòng đâu Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ mình nói dài vòng quá Cho nên là tôi uh, ngắn gọn cái video lại Nói <laughs> ngắn gọn <lại. cười> Nói ngắn gọn lại xíu thôi Tại vì nói dài vòng Người ta nghe người ta không có hiểu <laughs> Hoặc là người ta hiểu mà người ta tốn quá nhiều thời gian Thì tôi thấy nó cũng không có cần thiết <laughs> do đó thì tôi uh, giải thích từ nãy giờ là tôi nghĩ nó cũng hơi dài dòng nhưng mà nhưng mà tôi hết biết ngắn gọn rồi uh, bữa nào mà tôi suy nghĩ được cái cách nào nó ngắn gọn hơn thì tôi sẽ cố gắng để cho nó ngắn gọn hơn chứ bây giờ tôi thấy như vậy là nó ngắn gọn nhất rồi bởi vì tôi nói rồi tính tôi thì cũng không thích nói chuyện dài dòng tại nói dài dòng nó làm cho người ta tốn nhiều thời gian để suy nghĩ rồi người ta coi nhiều người ta rất nhức đầu nhức não đó cho nên, nên giải thích nó phải nhanh gọn và đơn giản và dễ hiểu nha À, nhớ anh em, nói chung chúng ta đừng phải nói chuyện dài dòng, nói dài dòng với lại à, có mấy cái chữ mà chúng ta nói hoài á, cứ vòng 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 về hoài á, Nó làm người ta rối não lắm. <laughs> thôi, à, thôi tới đây thôi nha. Rồi bye bye, à, chúc các bạn à, có cái đội nào nó hợp hợp lý một xíu nha. Mà nói trước là tôi, tính tôi tôi không thích nói chuyện dài dòng đâu, tôi giải thích nó nó nhanh nhanh gọn một xíu. À, thôi thôi tắt video luôn, <laughs> tắt, tắt, rồi rồi, rồi xong.